Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác quay trở lại với cửa hàng em Thanh Đồ Cổ Đồ Châu Âu phiên buổi trưa ngày hôm nay. Phiên buổi trưa ngày hôm nay bên cửa hàng em Thanh tiếp tục lên cho các bác hai mẫu sản phẩm cực kỳ đẹp và chất lượng đến từ hai nước cực kỳ nổi tiếng, đó là nước Đức và nước Pháp. Thì bên phải của các bác là một chiếc đồng hồ Velvet kiểu dáng thùng cuốn thư. Còn bên trái là một chiếc đồng hồ Kenzer xuất xứ từ Đức và kiểu dáng thùng đục trạng cực kỳ tinh tế, tinh xảo và đầy hoa mỹ các bác ạ. Đây các bác có thể ngắm qua hai mẫu sản phẩm này. Vâng, thì không để các bác chờ lâu, giới thiệu sâu cho các bác. Thì em xin lên cho các bác một chiếc đồng hồ VDS 37 các bác nhé. Một chiếc đồng hồ VDS 37 xuất xứ từ Pháp. Chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản Ave Maria. Thiết kế kiểu dáng thùng là thùng cuốn thư các bác nhé. Hai bên cánh thùng còn có hai chiếc vỏ sò cực kỳ đẹp các bạn. Kính dưới là kính tráng thủy vàng các bác nhé, kính tráng thủy vàng. Gỗ là gỗ sồi. Thiết kế kiểu dáng thùng khá là đẹp đấy các bạn. Mặt số con này các bác có thể nhìn thấy cực kỳ xuất sắc các bác, cực kỳ xuất sắc. Kính là kính mo cong các bác nhé, kính trên là kính mo cong. Đây em sẽ quay cho các bác một lượt của chiếc thùng này để cho các bác ngắm và có thể nghiên cứu các bác. Mẫu sản phẩm này khá là đáng chơi đấy các bác. Vâng, một ngày khá là mát rời đúng không các bác? Hà Nội đã có những cái cơn mưa. Không biết ở chỗ các bác có mưa không ạ? Chứ Hà Nội giờ này mưa nhiều lắm các bác. Thì em xin mở vào và giới thiệu sâu cho các bác bên trong. Đây, bên trong các bác nhé. Mặt con này là khá là đẹp đấy các bác. Mặt con này rơi vào khoảng 95-96%. Cái lỗ nhỏ nó chỉ có một chút vết ở đây thôi các bạn, một chút vết ở đây, nó không đáng kể các bác. Quả lắc hai lòng các bác nhá. Chrome sáng đẹp. Khóa kiếc ốc yếc đầy đủ các bác. Đấy. Zin đét đẹp luôn các bác. Thùng con này thì sạch sẽ. Chắc chắn không mối mọt các bác. Có những ghi chú đây các bác này. Giấy tờ đầy đủ các bác nhá. Thùng zin nguyên bản. Đây, con này chơi với 10 gông, 10 búa, chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản Ave Maria. Đây. Cái bộ chế độ máy móc của nó. Trên là bản Westminster và gạt xuống là bản Ave Maria các bác. Có 3 chế độ. Một chế độ là bật chuông cả ngày, một chế độ là ngắt chuông đêm khoảng từ 9 giờ cho đến 7 giờ sáng các bác nhé, 9 giờ tối đến 7 giờ sáng. Và chế độ cuối cùng là chế độ ngắt chuông các bác nhé, chế độ ngắt chuông không cho nó đánh nữa các bác. Rất là tiện luôn cho các bác. Cho những cái bác có tuổi đấy, hay bị dễ ảnh hưởng bởi âm thanh thì các bác nên chơi những con này. Một chế độ ngắt chuông đêm rất tiện lợi các bác. Hoặc các bác nào mà có bố mẹ thích chơi dòng cổ này, mua tặng bố mẹ cũng khá là ý nghĩa đấy các bạn. Đây, em xin test cho các bác nghe âm thanh của chiếc đồng hồ VDS 37 này các bác nhé.
phương khá là hay các bạn. Tính tang tang tình đúng không con? Rất hay luôn. Chuông của con này khá xuất sắc đấy các bạn. Đây, em xin mở ra cho bác xem máy móc bên trong. Đây các bạn nhá. Chơi là chơi củ côn chữ T với 10 thanh côn thép. Đây máy móc của nó này các bác này. Máy vàng ươm các bác nhá. Máy đẹp xuất sắc. VDS 37 này các bác này. Logo thương hiệu VDS. Số series. Ốc yếc đây các bác. Sẽ quay kỹ cho các bác xem ốc của nó cũng như xem máy móc của nó nhé các bác nhá. Rất đáng chơi các bạn. Vâng, một chiếc đồng hồ VDS 37. Máy 10 chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản Ave Maria. Có chế độ ngắt chuông tự động, kích thước 55 x 51. Con này con mã T001. Vâng. Con này các bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ báo giá tốt cho các bác. Vâng. Vâng các bác có nghe thấy không ạ? Vừa rồi là âm thanh của chiếc đồng hồ Kenzer này. Một chiếc đồng hồ Kenzer xuất xứ từ Đức các bạn. Khá là đẹp đấy, thiết kế đục chạm cực kỳ tinh tế. Với thiết kế là bộ kính rào 5 mảnh, kiểu dáng những viên kim cương các bác nhá. Đặc biệt con này thì được người Tây đục chạm cực kỳ tinh tế các bác. Nhìn rất là hoa mỹ luôn các bác. Rất tinh xảo. Gỗ là gỗ sồi vàng. Đây các bác nhìn này. Những cái họa tiết đục chạm hoa lạc tây khá là xuất sắc. Đây thùng hai bên thôi nhá. Thùng sạch sẽ các bạn. Không mùi mọt. Thực sự các bác những cái sản phẩm này rất là giá trị các bác. Bên em phải săn tìm cũng như là đấu giá mãi mới về được hai chiếc siêu phẩm này các bác. Đây, mặt số cũng như viền này khá là xuất sắc các bác nhá. Quả lắc hai lòng này, quả lắc chrome nha các bác nhá. Ốc yếc đầy đủ, khóa. Đây, củ côn Kenzer. Mời các bác nghe âm thanh của chiếc đồng hồ Kenji này các bác nhé. Chuông đánh khá là to, khá là ngân đấy các bác. Thank you.
Vâng, nghe âm thanh con này, bác thẩm cho em xem con này xứng đáng được bao điểm các bác nhá. Rất là hay. Chuồng ngân. Bác chờ em một chút, em sẽ bác chờ em một chút, em sẽ vặn cái chống tường lại cho đỡ bị trơn trượt các bác. Hơi lỗi kỹ thuật một chút các bác. Đây các bác nhá. Con này thì chơi với 8 thanh côn, 7 thanh côn tép và 1 thanh côn đồng bạch các bác. Thì những cái sản phẩm này nó kết hợp với thanh côn đồng bạch, nó tạo ra cái điểm giờ chất âm cực kỳ ngân luôn các bác. Đây, máy móc của nó này các bác này. Máy vàng ươm các bác nhá. Ốc yếc của nó đây, em sẽ quay sát cho các bác. Để các bác còn thẩm các bác. Đây, thùng thiết các bác nhé. Thùng sạch sẽ đây các bác. Vâng, về những cái sản phẩm này rất nhiều các bác yêu thích. Tại vì chuông hay, thùng sạch, cũng như là giá thành lại tốt các bác. Vừa nãy các bác cũng nghe thấy âm của con này không ạ? Ảnh khá là to, khá là ngân thì các bác đóng thùng zoom xa nó vẫn tạo ra chất âm khá là hay. Đấy, sự đẳng cấp đấy các bạn. Vâng, một chiếc thùng Kenzer với đầy sự hoa mỹ, kích thước là 74 x 39, một chiếc đồng hồ có chất âm cực kỳ hay, mã T002. Con này các bác nào quan tâm liên hệ cho em. Đấy, những cái sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em để em sẽ báo giá cho các bác đầy đủ các bác, cũng như chụp ảnh thông tin đầy đủ cho các bác. Vâng, con Kenzer là mã T002, con VDS là mã T001 các bác nhé. Các bác nào quan tâm liên hệ cho em. Và giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác.